có nên thử máy hút bụi cầm tay siêu khỏe không anh ơi? Máy hút bụi cầm tay? Phải thử mới được như này. Pit ơi, ra mở hàng đi Pit ơi. Dạo này là Pit hơi lười đấy nha. Theo kinh nghiệm của mình, nếu dùng hút bụi cầm tay thì nên ưu tiên chọn loại nhẹ cho nó tiện. Mà trong giá tầm trung muốn vừa nhẹ vừa khỏe thì có thể tham khảo em Redrot V17 này. Nó thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, rất gọn nhẹ, chỉ khoảng 1.4 đến 1.6 kg. Thế nên rất tiện để xách lên dọn dẹp vì nó không quá nặng. Lực hút lớn lên đến 26.500 pascal. Riêng cái cỡ của thằng Pit thì được hút phát bột luôn. À, ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy. Không chỉ có sức hút, anh chàng này còn nhiều đồ chơi mà những con máy trong tầm giá khác không có, giúp bạn trở thành dũng sĩ dọn nhà. Đặc biệt là có chổi lăn kép, lăn theo hai chiều khác nhau, giúp hiệu quả làm sạch tăng lên gấp đôi. Nhưng con giá cao chưa chắc đã có chức năng này, và con lăn này có thể thay ra được. Chứ V dành cho bụi to, còn đây là dành cho bụi nhỏ hơn. Lắp tùy theo nhu cầu sử dụng, có ống nối gấp linh hoạt, có thể bẻ gấp cho địa hình phù hợp. Nó lại còn có cả đèn giúp mình có thể quan sát được những cái góc tối khi dọn dẹp. Trên máy có loa lọc HEPA giúp lọc bụi mịn, than hoạt tính giúp khử mùi và vi khuẩn. Pin 4000 mAh bảo hành 12 tháng. Gọn nhẹ, dễ di chuyển, lực hút mạnh, có thể dùng để dọn nhà, bàn ghế, sofa và cũng rất tiện để cầm theo dọn dẹp trên xe ô tô. Máy được bảo hành 24 tháng. Tính ra thì cũng rất là ổn. Nhưng mà tình hình hôm nay bạn làm dũng sĩ dọn nhà rồi, tạm thời không chấm điểm nha.